Hello, chào nhà nha. Hôm nay mình về nhà Vinh tiếp cả nhà ơi. Đi ghé cơm tấm Trung Lương quay lại, có người yêu cầu mình quay lại tới tiệm cơm tấm Trung Lương này cả nhà. Tiệm cơm tấm Trung Lương này cực kỳ là ngon luôn. Đây, từ Sài Gòn về cả nhà. Từ Sài Gòn về là vừa xuống dốc cầu rồi Trung Lương là quay đầu lại là nằm một quán cơm nằm ngay trên cầu luôn. Cơm tấm. À, trường cộng siêu ngon. Mở cái nhà vô. Em chị đang nướng ba loại á. Wow, khói quá trời luôn cả nhà. Khói lên nhiều lắm luôn. Cái này là ba loại nướng cả nhà. Trường cộng đem trong rồi. Hôm nay bán đảo không chị? vừa đủ chấm vàng ra đúng không? Đi cho cái mừng. Chấm 25 bình uống. Em ăn cái gì em? Em ăn sườn. Sườn chả. Anh ăn sườn bì hả? Sườn cộng bì. Sườn chả. Dạ sườn nạc. Ủa chị ơi, cái này mỗi dĩa mình bán bao nhiêu một dĩa chị? Đồng giá. Anh cái này đồng giá 5.000 dĩa hả? Rồi ở đây có sườn bì chả. Dạ, chả. Lạc xưởng. Bì. Cà tím. Đặc biệt là sườn cộng với sườn miến. Có cái mâm sườn giọng hấp dẫn quá. Chị, mình bán sườn bao nhiêu dễ chị? Dạ, còn... Dạ. Ủa, mình, cái quán mình mở cửa mấy giờ tới mấy giờ? 4 sáng tới 9 giờ tối. À. Thứ hai dĩa mì sườn chả nha. Chéo á. Sườn mì chả. À, chéo á. Làm cho em á hả? Ở đây là đặc biệt lạc xưởng đó nha. Tới đây ăn là chỉ là mua lạc xưởng về. Siêu ngon luôn. Dạ cái này sườn bì. Dạ. Ủa sắc ra luôn hả? À. Ở ngoài ngay cái máy nướng thịt cả nhà. Hồn quá. À, ở đây này có lạc xưởng nữa nè cả nhà. Ờ, lạc xưởng tươi á, 170 ngàn. Ghé đây á, ăn những xe khách ta ghé đây ăn đó nha. Rồi, cái bịch này là cái bịch này là 1 kg 170 ngàn. Mà mình muốn hai bịch đi. Còn cái này là nửa ký. Bưởi. À, ở đây có bán bưởi. Bưởi năm roi 25. Không phải. Bưởi da xanh. Bưởi da xanh 25 ngàn 1 kg. Ủa đây có bán gì mà có nó súp nữa nè. Nè. Không, cơm sườn này là siêu ngon luôn cả nhà. Đi những anh em nào mà đi về miền Tây á, hướng về chợ Vinh, Bến Tre thì ghé ra đây ăn thử cơm tấm Trung Lương. Mình ăn đây quá trời nhiều lần. Cơm tấm cầu Trung Lương. Hướng lên Sài Gòn á thì nằm bên tay phải, mà từ Sài Gòn về qua vừa qua cầu quay đầu lại nằm bên chân cầu luôn bên tay trái. Đó, ở nhà có dịp ghé ăn thử ngon lắm, nhất là anh em tài xế có đi ngang đây ghé ăn, giá bình dân rất ngon, mua lạc xưởng gì làm quà cho mọi người luôn. Rồi ớt ngon quá. Ở đây là 50.000 một dĩa, còn ai muốn ăn cái gì thì kêu thêm là 5.000 một dĩa. À, lộn dĩa rồi chồng ơi. Đây là sườn bì siêu đỉnh luôn á. Mời cả nhà chồng ơi. Đúng rồi. Cơm hấp dẫn quá rồi dọn ra Trung Quốc luôn á nha. Mời vợ chồng mời cả nhà ăn cơm sườn nha. Vợ chồng mình mời cả nhà ăn cơm với vợ chồng mình nha. Ồ, dễ vậy nè. Mình cũng thích ăn sườn bì lắm. Vợ thì thích ăn sườn chả. Để miếng chả vô luôn. Dĩa cơm hấp dẫn quá cả nhà. Dĩa cơm này là nếu mà sườn với chả luôn là 55 ngàn.
À. Của anh cũng 55 ngàn. Bình thường dĩa nhiêu, bình thường dĩa quên rồi ta. Dĩa sườn không là 50. 50. Em hấp dẫn hơn. Nhớ rằng mình về ghé đây ăn cái này mới đi tiếp coi nhỉ. Đó mình cũng thấy. Thôi cái nước mắm này ngon. Đó. Nước mắm quá ngon. Ừ. Em bỏ ớt vừa hả? Không có cái máy nướng thịt hay gì mà nó ổn phải không anh? Máy nướng thịt phải không anh? Quá ổn luôn. Quán cơm thì rất là đông luôn anh. 4-5 ngày bán luôn. 4 giờ sáng bán tới 9 giờ tối. Cái nhà có dịp ghé ngay đi mà về tỉnh á, nên ghé ăn một lần cho biết, ngon lắm. Cho em 2 ly trà đá. 3 ly, 3 ly. Bây giờ ở đây luôn là ai có cái gì phải cho mọi kiểm tra. Khách ăn có quên hả? Khách ăn bỏ quên. Khách đi ăn bỏ quên mình cái vỏ nó hết luôn đó nha. Cho em 3 ly trà đá chị. Bây giờ không biết là trong đây có điện thoại ăn cắt đi. Ăn cắt đi rồi hấp lại trả lại. Đó là ăn bố quên nguyên cái vỏ tay của nữ luôn nha. Sắp giờ vô quá trời luôn. Dạ, 3 ly anh. 3 ly anh. Em gửi tiền luôn nè anh ơi. Cái này trà đá là bên kia bán. Thôi mà mình vậy là thích mua lịch sử ha. Sữa ngon quá nha. Ai mình thích ăn lịch sử á. Chứ ăn cơm này không phải. Mua lịch sử như vậy thì tôi ăn có 2 cho quà. Ủa miếng sườn cũng vừa ăn anh ha. Ngon. Mình ăn lần này là 3-4 lần rồi. Dạ, nhiêu ạ? Mình về chơi bên lần nào cũng bé. Mình thấy quên kêu sườn lạc sưởng. Cơm sườn đây là ngon số 1. Ăn ngon. Cái dòng ăn cơm khác nước lắm. Quá ngon. Em miếng sườn cộng là bự sổ luôn á. Ừ. Quá là dòng ăn sườn. Em ăn hết miếng rồi đó. Ủa con trai ăn cơm gì hả? Để em mới nhớ hả? Sườn gì? Sườn là sườn đi. Sườn trứng không? Sườn lạc sưởng ngon. Sườn lạc sưởng. Cho em dĩa sườn lạc sưởng mà sườn miếng á, đừng có bán sườn sườn cộng này nha chị. Cốc lết á. Về đây rồi á, là nhất định phải ăn một dĩa sườn ở đây.
không ăn không được đi ăn không ăn có thể có cả nhà có dịp đi ngang ghé ăn thử ơi có về miền Tây nó nồng dạ đẹp quá dạ có ngồi lấy cho em hai bình đặc sữa nha dạ ăn bún đùa à được con cái ớt ăn bún bí ăn không ăn gì ạ bún bí mà chuyện nhỏ quá đâu vô duyên hấp dẫn quá cả nhà dĩa cơm của ai ta con trai em á chị gái mấy con đường bữa sáng 3 miếng bình thường à 3 miếng 5 ngàn à. Miếng cơ bự đó nhằn bự á quá bự luôn em biết 3 miếng gì em nói đại á chú quán chửi nữa mừng em ủa anh ơi cho em hỏi dĩa này là bao nhiêu tiền 15 ngàn đây là 15 ngàn đó nha dưới cơm 50 dưới cơm là nhiêu 50 này 50 dưới cơm 50 15 ngàn đặc sưởng nữa à, 65 ngàn cực kỳ ngon luôn cũng được cũng cần ngon đảo quá tôm khô để bên nghe mùi hải sản qua đã trời ơi giờ đâu biết được biết cửa luôn rồi cái gì ủa đâu thấy đâu không thấy cái nhà ơi xe đậu bít cửa luôn chá chá mặt trời quá khách vô quá đông không cái nhà có muốn ăn cơm tấm trung lương nè cái nhà là từ trên Sài Gòn về từ Cống Chào và lẹo vô Cống Chào Mỹ Tho tấm thẳng hoài vừa qua cầu Trung Lương vừa qua cầu Trung Lương một hướng là về Bến Tre đi đường thẳng ra Mỹ Tho quẹo bên phải về Bến Tre quay đầu lại ngay chân cầu luôn dạ dạ em cảm ơn quay đầu lại ngay chân cầu luôn là cơm cầu cơm tấm cầu Trung Lương nằm ngay chân cầu luôn còn nếu mà hướng mà ở dưới mà Bến Tre lên á là vừa gặp quán cơm này là ngay chân cầu bên tay phải cực kỳ ngon rất là ngon đặc biệt đây có bán lạp xưởng bưởi không lạp xưởng ngon không cả nhà lạp xưởng đây là đỉnh luôn á cơm thì cũng ngon cực kỳ ngon cơm siêu ngon luôn á vợ chồng mình đồng nằm với ăn ở dân á cả nhà có dịp ghé ăn thử thôi clip mình kết thúc ở đây cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem clip này cả nhà đừng quên đăng ký chia sẻ ủng hộ chương trình quán chia sẻ để mình có động lực ở những clip tiếp theo bye bye.